Xin chào cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay mình chia sẻ món mì xào chay. Cô chú anh chị và các bạn có thể tham khảo để mình đổi món cho những bữa chay của gia đình mình nha. Với món ăn này thì hôm nay mình sẽ xào bằng mì gói nha. Mình dùng 2 gói mì chay. Và phần rau củ để xào thì hôm nay mình có 2 cây cải thìa, khoảng 150g, một ít ngò, nửa củ cà rốt, một chén giá đỗ và 150g chả chay. Chả chay này các bạn có thể thay thế bằng đậu hũ nha. Mình có thêm một cây nấm mèo, khoảng 50g. Phần rau củ này thì các bạn có thể gia giảm hoặc là thay đổi tùy theo sở thích của mình nhé. Rồi bây giờ mình sẽ đi sơ chế nguyên liệu. Và phần rau cải thì mình sẽ cắt khúc như này. Và mình sẽ để phần gốc riêng và lá riêng. Cà rốt thì mình sẽ sắc thành sợi nha. Mình không nên sắc quá mỏng nha các bạn. Nấm mèo và chả chay mình cũng sẽ sắc thành sợi như này. Và mình có thêm một muỗng canh hành tím mình đã băm nhuyễn. Chút xíu mình sẽ phi thơm để xào phần rau củ. Tiếp theo mình sẽ đi trụng mì nha. Mình trụng với nước sôi và vừa chín tới. Đừng quá nở nha các bạn. Sau đó mình bỏ nước và để ra một cái dây cho ráo nước nha. Và mình thêm vào một muỗng canh dầu ăn. Để cho sợi mì bóng và không bị khô khi mình xào nha các bạn. Mình dùng đũa mình trộn đều lên. Nguyên liệu đã chuẩn bị xong hết. Tiếp đến mình sẽ đi xào mì. Mình cho vào chảo 2 muỗng canh dầu ăn để phi thơm phần hành tím băm trước. Khi phần hành tím vừa vàng tới thì mình cho phần chả chay vào xào sơ. Mình sẽ xào sơ khoảng 2 phút thôi. Tiếp đó mình sẽ cho phần gốc cải, cà rốt và nấm mèo vào xào chung. Mình cũng xào sơ khoảng 2 phút với mức lửa lớn nha các bạn. Và mình nêm vào 1/4 muỗng cà phê muối, một chút xíu bột ngọt. Mình nêm chút xíu thôi. Để mình rằng cho phần chả và rau củ không quá lạc. Sau đó mình sẽ cho phần mì vào nha các bạn. Lúc này mình nên tắt bếp nha các bạn, tránh để rau củ quá mềm. Mình cũng cho phần lá của rau cải vào luôn nha. Mình nêm vào 1 muỗng canh nước tương, 1 muỗng rưỡi canh dầu hào. Rồi mình cũng cho phần giá đỗ vào luôn nha. Và mình bật bếp trở lại với mức lửa lớn và xào nhanh tay. Mình xào mình vừa bung bung sợi mì ra cho đều như này nha các bạn. Để sợi mì được thấm đều gia vị và không bị dính trùng nha. Mình xào với mức lửa lớn khoảng 3 phút rồi mình tắt bếp. Và bây giờ mình sẽ mang ra dĩa và thưởng thức thôi. Dĩa mì xào chay tuy đơn giản, thanh đạm nhưng cực kỳ là hấp dẫn luôn. Phần rau củ mình xào thì không bị quá mềm, sợi mì rất là bóng và không bị khô. Và mình trang trí thêm một vài lá ngò, cho dĩa mì thêm hấp dẫn và đẹp mắt nha các bạn. Món mì xào chay của mình đã làm xong. Nếu cô chú anh chị và các bạn yêu mến món ăn này, thì đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để đón xem những món ăn tiếp theo của mình nha.